À, hơi nhiều tanh thiếu đam. Mày nhìn cứng thế. Còn có cả giáo van nữa. Nhìn có vẻ tôi không đủ đam ấy nhỉ. Hay quá, cho các kịp cắn trước khi chết. Đủ đam chắc rồi anh em ơi. Ngon rồi. Bú sồn sột ngay. Ông Hoàng Long mà cháy thế. Ông ấy áp 6 à. Con dây ở đang không phát huy được giá trị ủng này của Aphelios luôn, kiểu bộ khởi đầu này. Cho các bạn này đi, tiếp gì 50 điểm đi. Ngon. Cầu được, ước các mẹ đã thấy. Con Swain lúc đầu này ngon này. Con Swain này cũng làm con 2 tiền đép ngon bằng lối đi riêng. Khỏe. Ngoài ra chắc còn con Thalia nữa. Và tôi nghĩ là cũng khá là ngon nữa. Này cho bị đánh đi, xong rồi là cắn luôn đi. Cho thêm một số nữa, đép con đấy cũng cứng chắc này. Con này đép cũng cứng phết. À, cắn trước luôn. Cần có một con đam phụ ở phía sau lưng. Con này bị hiệu nhân. Các bạn này khả năng là thua. Bạn này cũng có cơ hội thua. Bạn này đi. Bạn này thắng chắc. Mày thắng chắc. Bú. Ước gặp ai gặp người đấy. Sướng thế. Bạn Hoàng Long phải cháy quá. Bạn ấy mà tắt cháy đi thì bạn ấy sẽ không có cái động lực để rớt level đấm nhau với mình. Nhưng mà bạn ấy cháy quá thì ngay bạn ấy sẽ có cái động lực. Mà bạn ấy có động lực là mình sẽ bị động lực. Thả like à, gặp tôi đấm ông nguyên sàn ấy ở đấy mà thả like.
Gặp luôn cái tội sang thả lại. Thả lại của chúng tôi này. À không, con Kalista của bạn ấy sẽ giết được con cho gác của mình. Yeah, giết được một con, hai con, ngon. Đấm nhẹ thôi bác ơi ạ. À, trường Vũ là trường Exodia đấy à? Sorry trường nha. Chẳng mấy khi bạn, chẳng mấy khi tôi được đấm bạn, cho tôi đấm tí thôi. Tôi chỉ đấm tí lúc này thôi, tí nữa tôi yếu rồi các bạn đấm tôi sau. Đúng không? Tôi chỉ đấm được tí lúc này thôi. Tôi biết là các bạn đến thời của các bạn rồi. Đấy, như ông này ông đấm mình mẹ vãi đái rồi, ông huyết kiếm ánh sáng, ông dây chuyền ánh sáng là ông đấm mình đái quần rồi. Thiếu đam anh em ạ. Ôi, thiếu đam quá. Không, con dây thì nó cũng thiếu đam thôi. Nói chung là mình dùng cả con dây của nó gót thì đều thiếu đam cả. Nên đây là một con thua rồi, đúng rồi. Dàn tay người ta random được quả đồ ánh sáng chí quá. Huyết kiếm với cả dây chuyền ánh sáng này hồi máu hơi nhiều. Cộng với lên thiên nữa. Nụ cười mất dần nhân tính. No 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 no. Nói thế mất quan điểm. Bro. Chút đồ tanh không? Kháng phép mất rồi ha. Vô cực không? Vô cực mất luôn đúng không? Gậy không? Gậy mẹ. Có gì là nó cuồng đao cũng được. Cuồng đao nào xét cái gì cũng được. Các bản chất con này vào không kích hệ này. À có kích hệ với là Swain. Motherfuck Swain. Rồi chấp nhận không có đam tí được. Chấp nhận không có đam tí được. Đánh đam cùng hướng đi. Bài này hiệu chủ nhân có regen và bài mình không có sốc, chắc chắn lại là một tuần thua. Nhưng mà hy vọng là mình có thể clear tầm 3 chết là đẹp. Sao lại là vô cực crit phép vậy bạn? Dở vậy. Không nổi 3 chết, 2 chết không nổi, 1 chết khi không giết được. Không giết được con nào luôn ấy. No damage rồi. Bài hơi nhiều thủ và đang thiếu công. Con Kalista làm con cầm đồ đam này dồn theo thời gian khỏe nhỉ. Nói là phải ăn. Cùng lắm thua tôi nữa thì căng. Ơi, quần áo bóng đêm. Con này John. Con này đấu sĩ. Con này. Đây à. Tôi tìm ra một ít đam chân lý trong một cuộc đời này. Bằng việc là rút bớt thủ đi. Ui, nhưng mà ông này sao lại level 6 đây xuất 2 cầm ấn can trường kết hợp cùng với một thủ tượng như này. Motherfuck. Rồi đấy, có tí đam rồi, clear rồi. Đấy, nếu như mình để mình con Urgot mình không thể nào giết được cái con đấy. Mình không thể nào giết được cái con củ lìn Nasus của team bạn. Đây rồi, có Echo lỗi đây rồi. Echo lỗi ra tay rồi. Con gì kích hệ trời. Con gì kích hệ trời.
chọn cái con lởm nhất để có thể vứt vào. Vứt con sen thì không vứt. Đây là lối đi chung các bạn. Muốn đi xa thì đi cùng nhau. Ok. Muốn đi xa thì phải đi cùng nhau á. Nó mới đi được xa á. Đây này, các bạn biết cái lõi này bây giờ là gì không? Một là lõi kim cương mua đồ hiệu. Hai là... không có. Giãn cách xã hội X2 siêu mạnh. Đủ mẹ rôn ra toàn con bị trùng hệ đấy trời. Tham gì nữa đi. Thôi, cùng hướng với cô luôn. Ngu người luôn. Thôi mà cùng hướng hay khác hướng thì cũng chết à. Con siêu này được này, đúng không? Con siêu được, con này thì cũng dùng được luôn. Chuyện bỏ Galio là dùng được con này. Iona thì sẽ có Yasu, Sen, mỗi thế thôi. Không chỉ có đâu, không kích được Iona luôn, hợp lý. Đấu sĩ không kích được gì luôn, hợp lý. Azir không được dùng. Con này kích Iona không? Đúng vậy. Yes sir. Và đéo biết để như thế nào cho nó hợp lý. Để lắp vào không? Đổi đồ tanh không? Ngon. Sante, Kai ra đây rồi. Nguyên 2 là chắc rồi này. Con này đắc kim thì tự bản thân nó kích hệ mẹ rồi. Phải thay con sen được này. Con lắc này bỏ đi được này, con sẽ dù bắt được này. Kiếm súng. Có kiếm súng, tao có kiếm súng. Ok, form ở đây anh em ơi. Rôn thế thôi, còn để tiền lên level nữa. Vest của nữ vương. Con Senna ngon thì không được nhặt. Kháng phép ngon mất rồi. Yasu để ngồi gậy không? Hai găng Kai'Sa đẹp nhất. Đẹp nhất trần đời luôn á. Thì đó cũng là mình đưa kiếm súng cho con này và mình chuyển đồ đan cho Aphelios. Quá đẹp. Bây giờ rút kiếm súng và đưa con này. Con này tí cầm hai găng. Đánh bằng 3 đam và sau đấy là bù tanh và tanh thôi. Ok, mọi thứ đều ổn rồi đấy. Con Jerry bỏ luôn nha anh em ơi. Con này bỏ đây luôn đây. 5 tiền vào sân mà không kích hệ, quá khéo. Giá như đây là một cái Neko xị. Bài này mình sẽ đánh bằng 4 tiền thôi. Rôn cả nữa không? Đéo ra gì? Sao bạn ấy có online rồi? Sao? Hết regen rồi. Má, nó vứt ra khỏi sân luôn à?
sờ. Một cái cung xanh là hợp lý nhờ. Phải là một cái cung xanh á. Ông Kai'Sa này đang phụ thôi. Đánh bằng Gwen vào con này thôi. Lên level kẹp lại thêm một là đam. Đam thì thực ra mình không cần lắm. Bây giờ lên level mình kẹp thêm một tank. Đam bây giờ mình chỉ thiếu đồ thôi. Mình chỉ cần có con này lên 2 nữa là mình chỉ thiếu đồ thôi. Con siêu này đang ngon quá. Con siêu dụ cũng không có cơ hội lên 2. Từ từ đã. Mình xếp bài tách giãn cách xã hội này. Giãn cách xã hội của mình khỏe mà. Mình có hai cái giãn cách này. 12% sức mạnh quick, 12 sức mạnh và đây là 20 này. Mình giãn cách bài quá trời rồi gì nữa. Không có cung xanh rồi. Không có cung xanh phải làm 2 găng rồi. Ở đây đây. Ôi. 2 găng cai ra là hợp lý. Crit phép thú tượng máy chiếu. Crit phép thú tượng máy chiếu 2 găng. 2 găng nỏ sét giáp gai, 2 găng Solari. Đập bánh giáp nó cũng ra nước mắt đấy, nó cũng không có cung các bạn ơi. Không có cung xanh. Chốt lại là ta sẽ không có cung xanh à. Bây giờ chúng ta cần phải dùng con Nasus đứng ở trước mặt con này để hút chỉ số giáp và kháng phép đi thôi. Rồi vẽ gì thì vẽ. Như này thôi. Thằng tân này please, thằng tân này thì mình sẽ eco tiền mình qua rồng, qua chợ mình mua đồ là đẹp. Trông có vẻ thắng được đấy, Gwen còn nguyên máu mà. Mẹ nó có cái cầu hồi phục điên đấy. Thả diều. Yeah. Bùm. Đi. Quỷ thư ngon này. Cái ông củ lìn này ông cứ check check bài mình, ông xếp căng quá nhở. Tôi chỉ soi bài này thôi. Quen được việc ghê á. Quen. Ủa hết rồi. Ủa tí thắng.
vẫn còn bóng một cái ra đâm đầu vào con gót thì buồn cười vãi đái. Không phải có cái thanh tẩy cho nó gót khỏe. Chết rồi, lòng cái chợ này chết tôi rồi. Lòng cái chợ xấu quá. Ừ, lấy hai nước mắt cho Sante cũng đúng chứ. Lẽ mình nên lấy nước mắt cho Sante. Rồi, skill AP được. Thay ra nó làm đồ ngon này. Sợ không đủ bước lấy cồi thôi. Không đủ bước thật. Nhắc thể giết nổ lấy cồi này ảo nhờ. Tôi đã set mắc binh cho cái tên PK này rồi. Tất cả mọi thứ đều là mắc binh rồi. Ngày hôm qua ta vừa có một con này Azir 3, Lắc 3, Ravan cũng sắp 3. Không có đủ đam, không có cái xuyên giáp không có đủ đam, trừ khi bỏ Sante. Bỏ Sante. Nico không? Tên nào được Nico? Ô, ông kia Jerry 3 à? Ơ, đủ rồi. Ơ, đủ rồi. Ui nhưng mà lobby này ai cũng có 3 sao hết rồi anh em ơi. Con 3 sao của tôi nó hơi điên nhở. Con 3 sao của tôi hơi điên đấy. Ông ấy một con Lắc nữa là Lắc 3 này. Ông ấy thì Jerry 3 này. Và ai có 3 sao hết á. Trường Exodia của Jerry 3 kìa. Không là cũng khó rồi. Bạn này Echo 3, Urgot 3. Trời ơi Trường ơi. Xin một tên Trường ơi, Trường cho tôi một tên Trường ơi. Bỏ bài ra cho tôi một tên. Không là tôi cúp. Trường ơi, Trường. Ừ, chắc mình có đã gót bà. Mình
bạn thua không? Hy vọng là clear được. Cảm ơn Trường bro. Cảm ơn Trường nhiều. Trường gói khăn thì kia thì phải có ra bảo tôi phế cho con chó rồi. Ok, thank you Trường, thank you Trường. Cộng 1, cộng 1, cộng 1, cộng 1, cộng 1. Cộng 1 nhá. Cộng 1 thả tim đấy. Cộng 1 thả tim đấy. Được cái thứ 3 rồi. Ok, Trường ơi. Đúng là Trường bạn tôi rồi đấy. Bạn này là bạn Trường nhà gần nhà tôi. Bạn đấy là bạn Trường nhà gần nhà tôi các bạn ạ. Anh em ạ, anh em không biết đâu. Thôi bây giờ ôm bài của ông kia là đẹp. Xong mình top 2, Trường top 1, đẹp bài. Đúng Trường luôn đấy. Đúng là từ nhà đến Trường. Tuyệt vời. Tuyệt cơ mẹ vời. Tuyệt vời. Cắt là sao đây em? Các bạn. Ui giời. Ui giời, mấy cái bài này. Tính tiền. Tính tiền cho Mạnh và Trường. Tính tiền cho Mạnh và Trường. Giời ơi, tự về. Này, tôi thừa quen này, tôi không thể bắt đây này. Tính chưa? Không có cái gì đâu, đơn giản. Câu chuyện là Mạnh và Trường song song thì tôi tắt cái này cả. Xin không ai xin top 1 như vậy. Mạnh đánh nè, tầm này phải đánh nhá, tầm này phải đánh nhá Trường ơi. Tầm này phải đánh nhá, đánh 52 á. Rồi, không có gì để upgrade rồi. Mẹ, trò này sớt luôn. Trò này sớt lên trên làm tanh luôn. Trò Sion lên trên húp húp cái mà chết đi. Đập bút là gì? Ui, Trường swap ác ấy. Đi, bà. Lại cái tành. Ây à, GG. Tao vẫn còn tao nữa, được. Đẹp mắt vãi đái. Ui, Trường đi. Mẹ mày cầm mớ cái ra ở ngoài này rồi, sao mình. Ui, Trường này vẽ này. Một series 3 xong bây giờ vẽ series 4 không? Đất đồ này sớt cả. Nhờn. Truy xuyên phá luôn để phá giáp. Chửi yêu cái. Ơ, gì đấy? Ê, từ từ nhá. Ê, con này đứng đấy là hơi bậy á. Hơi bậy á. Được chưa?